Chấp nhận, đừng bỏ qua, chấp nhận, đừng bỏ qua.
ơi, đi đây. Ơi. Thế ví dụ gì? Đi về chờ anh về anh gửi vào email. Vải chi tươi để anh về. Nhá. À, nay gửi đi kèm. Với số tiền 10 trên 2 của anh đã tặng là tháng đưa, tháng gửi đi. Đúng rồi. Sao?